Ok, hãy các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rylan Fitness. Và ngày hôm nay, video clip này là dành cho nữ, hướng dẫn các bạn nữ tập tại nhà không còn dụng cụ. À cần chứ, chúng ta sẽ cần một cây thước để lát nữa chúng ta đo khoảng cách để chúng ta thực hiện bài nhảy xa nha. Và 300 calo trong vòng cỡ 25 phút, hãy cố gắng tập theo. Yêu cầu là hãy khởi động trước, khởi động thật kỹ các khớp. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào ngay trong bây giờ. Nhớ, chuẩn bị nước nha, không còn một bình bự như thế này đâu, vừa vừa thôi. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay bây giờ nha. Với rất nhiều bài tập, hãy cố gắng tập theo mình, cố gắng chuẩn kỹ thuật, cố gắng đúng kỹ thuật. Nếu mà tập khó quá, mà tập mệt quá thì hãy dừng lại, thở một xíu và tập tiếp. Nhưng đừng bỏ dở bài tập và cố gắng nâng cấp lên đến khi nào bạn có thể tập theo mình nha. Rất tốt, rất dễ đốt mỡ cho các bạn nữ tập tại nhà không cần dụng cụ. Đơn giản thôi, chúng ta sẽ tập thể lực và tập cơ bụng. Ok, bắt đầu với đầu tiên là chúng ta sẽ có bài đầu tiên, chúng ta sẽ khởi động với 40 cái jumping jack nhân 3 hiệp vô. Ok, 40 cái rồi. Hãy thả lỏng người nha, thả lỏng, hít thở đều. Giữa các hiệp tập thì các bạn nghỉ 30 giây và cố gắng hít sâu, thở mạnh ra, điều khiển lại hơi thở của mình một xíu. Để đừng có để bị mệt, bị đuối quá giữa các hiệp tập nha. Để mình chỉnh camera lên một xíu. Nhảy ở đây mà sơ sẩy là sẽ nhảy xuống hồ luôn. Rồi, thở chưa? Hiệp 2 nha. Vô, 40 cái tiếp tục. Rồi, xong hiệp 2. Khuyên là các bạn nên tắt điện thoại trước khi tham gia bài tập nha. Alo, nghe con đang quay video cái lát gọi lại sau nha. Ok, thở chưa? Uống miếng nước nha. Chuẩn bị khăn luôn nha. Rồi, chúng ta vô hiệp 3. Tiếp nào. Mỏi chân chưa? Thả lỏng người nha. Rồi, bài tiếp theo của chúng ta đó sẽ là bài nhảy xa. Rồi, quy chuẩn của bài tập này, các bạn có một cái thước đo 1,5 m và chúng ta sẽ nhảy xa. Chúng ta sẽ đo 1,5 m nha. Rồi, đo 1,5 m. Đây. Rồi, các bạn để cái thước vậy. Bài 2 chúng ta sẽ nhảy 1,5 m, nhảy qua nhảy lại 15 cái nhân với 3 hiệp, nghỉ 30 giây mỗi hiệp. Nhớ vừa rồi bài tập đầu tiên là các bạn, chúng ta sẽ mất mới có 3 phút 20 giây thôi. Có thể là mình nghỉ hơi ít, nếu mà các bạn đủ sức các bạn nghỉ nhiều, các bạn thiếu sức các bạn nghỉ nhiều hơn. Rồi, chúng ta vào nha, nhảy 1,5 m. Đưa tay ra sau vậy nè, đừng có bạn nào nhảy gì nhảy gì sau tới được, đúng không? Đưa tay ra sau, quăng người lên về phía trước. Rồi, cố gắng nhảy qua nha, 1,5 m nó ngắn lắm, nó có nhiêu đây à. Với phụ nữ thì sẽ tương đối là vừa, 15 cái.
ok, xong rồi mấy bạn mệt không? Thở đi, tại vì chúng ta chỉ có 30 giây chúng ta nghỉ thôi, chúng ta sẽ phải vào hai uống nước xíu nha, mệt lắm, cố gắng lên, tập theo nha, không chơi kiểu là một tập một hiệp 15 cái mà tập 10 cái xong bấm ngừng điện thoại hay là tivi xong tập tiếp nha, tập luôn 15 cái nha. Rồi hiệp 2. Mỏi chân chưa? Rất là mỏi luôn á các bạn. Uống nước á. Uống được hớp một thôi. Đừng uống nhiều quá. Ngồi xuống. Lắc giãn chân ra xíu. Bài này khó lắm, không có dễ đâu. Luôn nhớ giới hạn của bài tập này là cỡ tầm 26 phút. Tại các bạn phải hoàn thành xong hết một lít danh sách các bài tập. Nhưng mà nếu các bạn này tập theo video được thì cực kỳ tốt luôn, mà mệt lắm. Nhưng mà ráng lên nha, thì các bạn muốn giảm mỡ, các bạn không thể nào các bạn tập tà được, cố gắng tập tăng tốc lên, dồn ép sức. Nhưng mà không nói nữa đâu, mệt rồi, nhảy tiếp hiệp ba vô. Xong bài 2. Mệt không? Thở xíu nào. Rồi. Bài 3 là một động tác nhảy cao. Các bạn sẽ phải đứng tại chỗ, nhảy rút cối lên. Thì những cái động tác mà nhảy rút gì á, cái cơ bụng của bạn nó phải gồng sức co kéo cái chân lên, nó rất là đuối mà đốt thể lực thì rất cực kỳ tốt. Mỏi chân lắm đúng không? Có bạn nào không mỏi chân không, giơ tay lên nào, tôi mỏi đầu tiên. Rồi thả lỏng chân, đứng kéo vô xíu, thở xíu vô. Hiệp 2 nó sẽ khá là mệt hơn, cố gắng tập theo nha, không bỏ dở giữa chân nha, không bấm ngưng lại nha. Mình đang đi vòng vòng, mình nói nhảm để câu thời gian cho các bạn nghỉ đó. Rồi mà hết giờ nghỉ rồi, vô tập nha. 3, 2, 1 vô, nhảy rút gối lên. Rồi đơn giản không, nhìn vậy thôi không đơn giản tí nào đâu, lạ và mệt lắm luôn á. Thiệt. Hít thở nè. Rồi sẽ rất là mệt, nhưng mà tập thể lực như này giúp bạn đốt mỡ ghê lắm, cố gắng tập theo nha. Vô hiệp 2. Thank you.
Rồi, tiếp tục vô hiệp 3 nha. Rồi, tiếp tục 15 cái nào. Rồi, cảm nhận, cảm nhận các bạn, cảm nhận cái cơ bụng nó co và nó gồng hết cỡ chưa. Hồi 15. Rồi, chúng ta đã xong bài 3 bài jumping jack, nhảy xa, nhảy cao, rút gối. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 3 bài bụng nhé. Ok. Nãy giờ chúng ta mới hết khoảng 10 phút rưỡi tập thôi. Rồi, bài bụng tiếp theo thì các bạn hãy cố gắng là còn một cái tấm thảm nha. Thì chúng ta sẽ tập bụng, rồi gập bụng 15 cái với 3 hiệp. Ok. Rồi, gập nè. Lên đây giữ lại, thả từ từ xuống, cái đầu đừng chậm đó. Ok. Rồi, 15 cái gập bụng. Nghỉ 30 giây nè các bạn. Alo, anh đang quay phim. Ok. Thở xong chưa? Hết mỏi cơ bụng chưa? Tập lại nha, tiếp tục 15 cái với 3 hiệp nữa nào. Từ lúc này là mỏi lắm rồi các bạn, nhồi ráng lên nha. Ok. Uống miếng nước nha. Sau những bài tập mà liên tục như vậy, các bạn vừa đốt mỡ cường độ rất là cao với những bài thể lực, vừa tác động vô bụng, các bạn sẽ cực kỳ dễ đốt mỡ và săn chắc cơ bụng. Nhưng quan trọng các bạn hãy cố gắng tập theo và tập nổi. Rồi, chúng ta đến với hiệp 3. Zoom cái camera lại gần cho các bạn xem rõ cái kỹ thuật tập bụng nè. Đó, lại khu vực này nhé. Rồi, mình sẽ tập bụng ở đây. Rồi, hiệp thứ 3 nha. Rồi, đáng lên. Kéo cái chân sát sát vô nha. 7. Gồng ra, không có để đầu đụng đất này nha. 8. Ok. Rất mỏi luôn á các bạn. Tập mà tập đúng á hả, tập một xíu là cơ bụng nó căng gì luôn nè. Đó, căng thấy rõ cơ luôn. Rồi, bây giờ thì bài tiếp theo chúng ta sẽ coi đó là bài gì. Plan 60 giây 3 hiệp. Rồi, thở chưa? Sẵn sàng tinh thần chưa? Và plan 60 giây trong 3 hiệp nha. 3 hiệp thôi. Ok, 3. Các bạn còn một cái đồng hồ để các bạn bấm giờ nha. Có thể lấy điện thoại cũng được. Đặt kế bên, canh đúng 60 giây. Và bài tập này thì khuyên là các bạn nên tập với thảm. Bởi vì nếu các bạn không tập với thảm, các bạn sẽ hơi bị mỏi tay á. Nhưng mà tại vì mình là nam thì mình rất là khỏe cái phần tay, nên sẽ mình sẽ không sợ mỏi và cũng không sợ đau khi mình chống trên cái sàn gập này. Rồi, hãy lấy cái tấm thảm theo đó tập bụng nha. 60 giây, plan. Chống xuống là hãy bấm nha. Có nhiều bạn cho ăn gian bấm xong rồi đi vòng 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 xuống mới chống, nó ăn gian quá. 3, 2, 1, vô.
Ok, khá là mệt đấy các bạn. Tại vì ngày hôm nay á, các bạn đã tập bụng nè, tập nhảy đút gối. Những bài nhảy á, cơ bụng của bạn hoạt động khá là nhiều. Nên á, ba bài cuối tập luôn ba bài bụng cùng một lúc và liên tục, và chỉ nghỉ khoảng 30 giây tới 1 phút giữa các bài bụng, thật sự là một thử thách không hề nhỏ. Nhưng mà như vậy thì cơ bụng của bạn nó sẽ dễ dàng tập cho nó săn chắc rất là rõ. Cái này là một vế thôi nha, vế thứ sau là vế dinh dưỡng. Dinh dưỡng nó còn quan trọng hơn vấn đề này nữa, nó phức tạp và nó khó hơn. Rồi, hãy cố gắng tập nha. Trước tiên là bạn phải tập tốt đó đã, thì khi tập tốt cơ thể của bạn nó mới hấp thụ dinh dưỡng tốt. Và bạn khi bạn ăn hoàn thiện nữa, bạn sẽ cực kỳ dễ thay đổi cơ thể của bạn. Rồi, cái nào nó cũng khó, ăn đúng nó cũng khó, tập đúng, tập đủ và tập theo được nó cũng khó. Và bây giờ chúng ta sẽ vào hiệp 2. 1 phút 3, 2, 1, vô. Gồng lên nha các bạn. Những khúc lúc mà đuối các bạn sẽ cực kỳ đuối, các bạn phải cố gắng gồng lắm luôn á. Mình cũng đuối quá rồi, mỏi lắm luôn á, kháng lên nha. Ok. Xong hiệp 2. Tới đây còn bạn nào còn sức tập không? Đuối lắm rồi. Mà ráng lên, chúng ta còn một bài plan với 3 bài đá chân nữa. Chúng ta mới xong với cái buổi tập 300 calo ngày hôm nay dành cho nữ thôi. Ngày các bạn tập nam á thì mình sẽ còn tăng cái cường độ lên nặng hơn như thế này rất là nhiều, và có thể còn tập với tạ, với dụng cụ hay những cái bài tập với cái cường độ nó lớn hơn. Rồi, công bằng thôi, nam muốn vậy là phải mạnh mà. Uống miếng nước thì chúng ta sẽ vào hiệp tiếp theo. Nãy giờ chúng ta tập được khoảng tầm 18 phút rồi. Rồi, hiệp tiếp theo, lần 3, lên nào. Rồi, đang nghỉ đúng 1 phút thôi nha, đừng nghỉ nhiều hơn. Cái thời gian nghỉ nghĩa là cái thời gian mà từ lúc mà bạn ngưng cái động tác đến khi bạn bắt đầu lại, nó là thời gian nghỉ. Rồi, 1, vô. Bảy mươi giây nữa các bạn, ráng lên nào. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, 2, 1, ok. Xong. Ok, mình đã vừa vượt qua 3 bài plank với chỉ khoảng 1 phút, với 1 phút mỗi bài, và với 2 phút nghỉ giữa hiệp, nghĩa là tổng cộng các bạn chỉ có được 5 phút thôi. 5 phút cho 3 hiệp plank, mỗi hiệp 1 phút nha. Nó không hề dễ tí nào đâu, ráng lắm luôn á, các bạn mới tập được. Ok. Rồi, bài cuối, nằm đá chân 15 cái, nâng lên, gồng bụng siết lại, thả xuống. Rồi, cố gắng tập đúng kỹ thuật nha. Và chúng ta chỉ còn 3 hiệp nữa thôi là kết thúc buổi tập ngày hôm nay. Một buổi tập chúng ta tập 20 mấy phút là vừa rồi, không cần chúng ta tập nhiều lắm đâu. Quan trọng các bạn tập gì và tập như thế nào. Rồi, cố gắng theo nha, đặt tay dưới mông, nâng chân lên. Rồi, thả xuống, tới đây rồi. Đừng có thả xuống sâu quá, nó cuộn vô phần lưng á. Đây, uống nha, cuộn cái bụng lại, gồng siết lại. Rồi, đó. Phew.
chậm xíu thôi nha, đừng có nhanh quá. Các bạn muốn vô bụng hơn các bạn cứ nâng cái đầu lên gì nè, nó vô bụng hơn. Nhưng mà nó hơi nhanh mỏi cổ nên cũng không cần thiết lắm. Quan trọng cảm nhận cái chỗ này nè, cái bụng nó căng vô, cái gồng nó giữ lại, nó đây nó còn hết vô. Ừ đó, 12 13 14 15, ok rồi. Rồi nghỉ 30 giây ha. Rồi không nghỉ nhiều hơn đâu. À, ở đây thì rất là mát, sẵn nước hồ bơi nè. Đúng. Rất là mát các bạn. Các bạn tập thì ở nhà thì các bạn cũng nên lựa chọn cái chỗ nào mà nó thoáng mát một chút, thoải mái một chút các bạn tập thì mới hiệu quả được. Nếu các bạn tập ở nơi mà nó chật hẹp hay nóng nực quá thì các bạn sẽ mau mệt và mau đuối. Thứ nhất là nó sẽ rất là ngợp oxy, thứ hai là nó không có đủ không gian cho bạn tập luyện. Và cái nơi mà nóng nực quá nó làm cho bạn nóng hơn, bạn ra mồ hôi quá nhanh và bạn mất nước, bạn sẽ mệt hơn. Không phải là bạn ra mồ hôi nhiều là bạn đốt được calo, mà bạn vận động nhiều và hoạt động nhiều, cường độ cao bạn mới đốt được nhiều calo. Chứ ra mồ hôi bạn vô phòng xông hơi bạn cũng ra mồ hôi, nhưng mà nó chỉ mà làm cho bạn mất nước thôi, nó không sử dụng tới năng lượng của bạn nhiều thì bạn sẽ không đốt calo và bạn sẽ không thể giảm mỡ được. Nên hãy lựa nơi thoáng mát nếu mà bạn muốn tập luyện tại nhà. Ok, tiếp tục tiếp 2. Ba, 14, 15, rồi. Mệt chưa? Mỏi bụng lắm chưa? Thật ra thì cái bài đá chân này nếu mà bạn nào tập quen nó không có nổi đến nỗi là quá mỏi đâu. Mà nếu mà bạn nào mà hơi mập một chút á, cái chân nặng thì các bạn sẽ cảm thấy bài này nó rất là cực hình, nó rất là mỏi, không mỏi bụng, thậm chí là mỏi lưng luôn. Tại vì khi bạn thả chân xuống sâu quá, cái bụng của bạn nó gồng không được thì cái lưng của bạn nó sẽ bắt đầu nó tham gia, bạn sẽ rất là mỏi. Nên nếu mà bạn có trọng lượng của bạn lớn, hãy làm xiêm, tập nhiều những cái bài thể lực như vừa rồi, từ đầu buổi tới giờ, nhảy jumping jack, nhảy cao, nhảy xa, nó đốt được lượng calo rất là lớn và giúp bạn giảm mỡ cực kỳ nhiều. Và bây giờ thì trời sắp mưa rồi, tập nhanh hiệp 3, còn đi về nữa. Rồi cố gắng lên, hôm nay chúng ta vừa đốt 300 calo trong vòng có 20 mấy phút thôi. Hãy cố gắng tập thêm nha, đừng bỏ lỡ, đừng ngưng giữa chừng. Tiếp nào. Ok, cơ bụng nè, rơi xuống nè, cuộn vô nè, đó, rồi. Ôi, tập xong rồi, khi tập xong thì các bạn cố gắng nhớ giãn cơ nha, giãn cơ một xíu, đó, kéo về, rồi chúng ta lại gặp lại, giãn một chút, rồi. Ok, ngày hôm nay đến đây thôi, hy vọng các bạn tập tốt và nhớ theo dõi video tiếp theo nha.